Phong Thần Diễn Nghĩa quyển thứ tư hồi 63, Thần Công Báo khuyên Nhất Điện Hạ đánh Tử Nha. Khi ấy đạo sĩ bước đến nói, ăn uống no say rồi về đây trêu ta đó hay sao? Võ Dịch Tiên nói, bẩm đạo sĩ, tôi chỉ ăn có 3 cái bánh, sao bây giờ đau bụng quá, chắc phen này tôi chết mất. Đạo sĩ vẫn điềm nhiên nói, nếu ăn vào không chịu thì mửa ra, có gì đâu mà rên la. Võ Dịch Tiên nghe nói vội moi cổ cho mửa ra, nhưng lạ lùng thay, khi mửa ra thì cục nào cục nấy như trứng gà, dính liền nhau như dây chuỗi, khiến cho Võ Dịch Tiên thất kinh, mặt cắt không còn chút máu. Bỗng đạo sĩ lau mặt hét lớn, Võ Dịch Tiên thật là đồ quái tặc, ngươi đã nhìn ra ta chưa? Đạo sĩ ấy là Nhiên Đăng, khi nãy sợ Võ Dịch Tiên biết nên phải lau mặt giả hình, nay lau mặt hiện nguyên hình lại. Võ Dịch Tiên thất kinh sửng sốt nhìn Nhiên Đăng không nói một lời. Nhiên Đăng điểm tay vào mặt quát, ngươi là loại yêu nghiệt, Tử Nha vâng lệnh Nguyên Thủy xuống phạt trụ Phò Châu để cứu muôn dân trong cảnh binh lửa, sao ngươi dám cãi mệnh trời, đánh Tử Nha lại còn muốn ăn thịt ta nữa. Mắng rồi, phất tay áo bảo Huỳnh Cân lực sĩ, đem keo cổ thằng này vào cội tòng, chờ khi phạt trụ rồi phân xử nó sao. Võ Dực Tiên nghe nói khóc lóc năn nỉ, xin đạo sư tha tội cho kẻ lầm đường, bởi tôi nghe lời xúi dục, nay quá ăn năn, không dám phá tay kỳ nữa. Nhưng đang nói, nếu ngươi biết ăn năn, vậy ngươi chịu làm đệ tử ta thì ta tha tội cho. Võ Dực Tiên cúi lại nói, đệ tử xin theo thầy tu niệm cho thành chánh quả. Nhưng đang chỉ tay một cái, sâu chuỗi rơi xuống đất. Võ Dịch Tiên mới hay 108 cái bánh mình vừa ăn đó là sâu chuỗi hộp. Nhưng đang thâu chuỗi xong dẫn Võ Dịch Tiên về núi Linh Tự. Nói về núi Cửu Tiên, động Đào Nguyên, ông Quảng Thành Tử bấy giờ đang ngồi trong động, bỗng thấy Bạch Hạc Đồng Tử đem trác đến. Quảng Thành Tử lật ra xem thì thấy Nguyên Thủy viết, Tử Nha gần bái tướng, các đệ tử phải đến Tây Kỳ mà đưa. Quảng Thành Tử xem xong tạ ơn, Bạch Hạc Đồng Tử bay về động. Quảng Thành Tử thầm nghĩ, nay Tử Nha gần đem binh đánh Nam Ải, ta nên cho Ân Giao xuống Tây Kỳ giúp đỡ Tử Nha, trước thăm xứ sở, sau giết đắc kỹ trả thù cho mẹ. Nghĩ rồi kêu lớn, Ân Giao đâu, ra ta dạy việc. Ân Giao đang ở sau động, nghe thầy kêu vội chạy vào quỳ thưa, thầy đòi dạy con có việc chi? Quảng Thành Tử ân cần nói, Võ Vương nay hội chư hầu tại Mạnh Tân để phạt trụ, vậy nay đã đến lúc con trả được thù, thầy muốn sai con xuống Tây Kỳ giúp Tử Nha phạt trụ, ý con nghĩ thế nào? Ân Giao thưa, cha con nghe lời đắc kỹ phải gian thần giết vợ, lại còn làm cho mẹ con phải thác quan, thù ấy không bao giờ nguôi, nay thầy cho đi con đâu dám trái. Quảng Thành Tử vui vẻ nói, vậy con hãy ra sau động Đào Nguyên, dựa gành sư tử, tìm một binh khí đem về đây, đặng thầy truyền võ nghệ và phép tắc, đặng xuống núi lập công báo thù. Ân Giao vâng lệnh ra đi, đi đến cầu đá bỗng thấy một cái động như đến đài lầu cát. Ân Giao nghĩ thầm, xưa nay thầy không cho ta đến chốn này, nay sai đến tìm binh khí thật là chuyện lạ, nhưng chẳng lẽ thầy lại hại ta, cứ nhắm mắt ta vào đại thử xem sao. Nghĩ rồi Ân Giao bước qua cầu đá, từ từ đẩy cửa bước vào. Thấy trong động có 4 ghế đá và 1 cái bàn, trên bàn có 7 hộp đậu hơi thơm bốc lên nghi ngút. Ân Giao không thể nhịn được, liền đưa tay bốc 3 thử 1 hộp, thấy thơm ngon khác thường, nên Ân Giao ăn hết không còn 1 hộp. Ăn uống xong, Ân Giao ngồi nghĩ, thầy sai đi tìm binh khí, ta lại trái lời vào đây phá phách, thật là tội lớn. Nghĩ rồi, liền lên bước ra khỏi động, trở lại cầu đá. Bỗng nơi vai Ân Giao kêu rắc một tiếng, Ân Giao giật mình nhìn lại thấy vai mình mọc thêm 2 cánh. Tiếp đó, 4 cánh tay mọc thêm nữa, và 2 cái đầu ở cổ lòi ra, cộng tất cả là 3 đầu 6 tay. Ân Giao thản thốt, không biết vì cớ gì, bỗng nghe trước có tiếng Bạch Vân Đồng Tử gọi lớn, sư huynh, thầy cho đòi anh vào hầu lập tức. Ân Giao trợn con mắt nhìn Bạch Vân Đồng Tử, chẳng ngờ lại có thêm 1 con mắt giữa trán nữa, tức là Ân Giao có 3 đầu mà 3 con mắt. Sư huynh hiện quỷ rồi. Quảng Thành Tử bước ra thấy Ân Giao như vậy, đã không quở trách, lại vỗ tay khen. Nhà Châu có phước lớn,
nên mới khiến tướng dữ ra phò. Việc này lạ lắm, nhưng chưa hề chi. Nói rồi dắt Ân Giao ra động Đào Nguyên, dạy nghề đánh kích. Khi Ân Giao đã thuộc, Quảng Thành Tử lại trao các bủ bối như Phiên Thiên Ấn, Lạc Hồng Trung, Thư Hùng Kiếm cho Ân Giao và nói, ngươi xuống Tây Kỳ trước, ít ngày nữa ta cũng đến sau. Ân Giao lãnh các báu vật lại tạ. Quảng Thành Tử nói, ta còn một lời này căn dặn ngươi, ta đã trao hết bủ vật cho ngươi, tức là ta mong ước ngươi giúp Võ Vương thâu năm ải phạt trụ cứu dân. Nếu một mai ngươi cãi lời ta, làm khác đi, sẽ bị tru diệt. Ân Giao thưa, công sư phụ dạy dỗ bao nhiêu năm trời, lẽ nào con dám cãi mạng? Giả lại cha tôi bạo ngược, giết vợ hại con, thù đắc kỷ chưa phai trong lòng. Con quyết chí xuống Đầu Châu hiệp lực với sư thúc, đánh năm ải, phá Triều Ca, bắt đắc kỷ bầm xương trả quán. Quảng Thành Tử nói, nhưng tình đời hay thay đổi, trần thế ảnh hưởng xấu xa, thầy chỉ sợ xa thầy con bị sa ngã. Ân Giao nói, nếu con đổi lòng, con sẽ bị lưỡi cày cày nát thân. Quảng Thành Tử nghe nói mừng rỡ. Ân Giao từ giả độn thổ xuống thành Tây Kỳ. Đi được một đổi, Ân Giao trồi đầu lên gặp một hòn núi lớn, hoa quả xanh tươi, bá tòng rậm rạp. Ân Giao chưa biết đây là đâu, lơ láo nhìn, thì nghe trong rừng rậm có tiếng thanh la khua vang. Rồi bên rừng xuất hiện một tướng cưỡi ngựa hồng, có ba con mắt, tay cầm cặp bản lan nha, xông tới hét lớn. Người ba đầu tên chi, dám đến đây dò thám dinh trại ta? Ân Giao nói, ta là Thái tử Ân Giao, có việc đi ngang qua đây, sao ngươi dám vô lễ? Tướng ấy nghe nói liền bước xuống ngựa, chắp tay tung hô Dạng Tuế và hỏi, điện hạ có việc gì lại đi qua núi Bạch Long này? Ân Giao nói, ta vâng lệnh sư phụ xuống Tây Kỳ giúp Tử Nha. Nói chưa dứt lời đã thấy một tướng khác cũng ba con mắt nhưng có ba chùm râu dài, mặt tợ dồi phấn, đầu đội ngân khôi, mang bạch giáp, cởi ngựa kim, cầm giáo xông đến hỏi lớn, ai đó vậy? Người mặt xanh đến trước nói, Ân điện hạ đấy, hãy xuống ngựa ra mắt cho mau. Người mặt trắng liền xuống yên làm lễ rồi nói, xin mời điện hạ về trại. Ân Giao thấy hai người đối xử thâm tình như vậy không từ chối, theo về trại lập tức. Đến nơi, hai người mời Ân Giao ngồi lên cao, rồi cùng nhau quỳ mọp dưới đất. Ân Giao vội đỡ hai người dậy và nói, nhị vị tướng quân tên họ là chi? Người mặt xanh thưa, tôi là Ôn Lương, còn người ấy là Mã Thiện, lâu nay chiếm cứ núi này làm kế mưu sinh. Ân Giao nói, ta xem hai vị đều là tay hào kiệt, tại sao không giúp nước lập công hưởng lộc triều đình mà sống với núi non hư danh tiếc? Nếu hai vị theo tôi xuống Tây Kỳ, Phò Châu đánh trụ, tôi hết lòng hướng dẫn. Người mặt trắng thưa, điện hạ là dòng dõi thành thang, tại sao lại Phò Châu đánh trụ, xin dạy cho chúng tôi biết. Ân Giao nói, khí số nhà Thương đã hết, Châu Võ Vương ra đời, giả lại cha ta bạo ngược làm nhiều điều việc thất đức, nên vẫn nước đổi dời, ta không thể cải mệnh trời theo phò kẻ dữ. Mã Thiện và Ôn Lương đều khen phải, hối quân dọn tiệc đãi Ân Giao. Ân Giao khen, điểm binh mã, dựng cờ châu, rồi cùng nhau kéo đi một lượt. Đoạn quân đi được 20 dặm, qua khỏi núi Bạch Long, thì bỗng có tiền quân chạy trở lại báo tin. Có một đạo sĩ cởi cọp đến đây, xin ra mắt điện hạ. Ân Giao truyền quân đóng trại rồi mời đạo sĩ vào. Đạo sĩ xuống lưng hùm vào yết kiến Ân Giao. Ân Giao hỏi, đạo trưởng từ đâu đến, có điều chi chỉ dạy? Đạo sĩ nói, ta là đệ tử núi Côn Lôn, họ Thân tên Công Báo, vì thấy điện hạ đi ngang đây nên phải vào yết kiến, chẳng hay điện hạ kéo binh đi đâu vậy? Ân Giao nói, tôi vâng lệnh sư phụ xuống Tây Kỳ giúp đỡ Tử Nha. Thân Công Báo vừa cười vừa nói, điện hạ nói gì ta không rõ, Dư Trụ là người thế nào đối với điện hạ? Ân Giao nói, Trụ Dương là cha đẻ của tôi. Thân Công Báo cười mỉa mai, thật là chuyện lạ lùng, trên thế gian ta chưa thấy người con nào lại giúp người dưng đánh cha mình, ai bài ngươi làm cái chuyện ngỗ nghịch ấy? Ân Giao nói, tuy Trụ Vương là cha tôi, song khí số nhà Thương đã hết, Võ Vương là vua chân chánh, thiên hạ đều phục tùng, mệnh trời định, tôi đâu dám cãi lại. Thân Công Báo nói, cha ngươi làm những việc gì gọi là ác? Ân Giao nói, cha tôi ham dâm vô đạo, giết vợ hại con,
không lo việc trị dân, chỉ nghĩ đến tử sắc. Thân công báo nói, Trụ Dương thất đức đã đành, nhưng kẻ sai ngươi xuống trần giết cha phản chúa thì kẻ ấy còn vô đạo hơn Trụ Vương nhiều. Cha mẹ là tình thiêng liêng, dù có lỗi đạo với con cũng không nên trách, huống hồ lại giúp cho người Dương đi giết cha mình thì còn đạo lý gì nữa. Trời nào lại bảo con phải giết cha là thuận theo lẽ trời. Ân Dao làm thinh có vẻ nghĩ ngợi. Thân công báo thấy Ân Dao có vẻ siêu lòng, nói tiếp. Cha ngươi tuổi đã già, không bao lâu nữa cái cơ nghiệp kia sẽ về tay ngươi sửa trị. Ngươi dại khờ tin theo lời phỉnh phờ của bọn vô đạo, giúp người khác để đoạt lấy cơ nghiệp mình thì không còn gì dại dột hơn. Ân Dao nói, đạo trưởng luận cũng có lý, song thầy tôi đã dạy tôi không thể trái lời. Thân công báo nói, ngươi đừng mê muội, tưởng những kẻ dạy dỗ ngươi là nhân đức. Họ không có gì nhân đức cả, nếu họ nhân đức thì không khi nào họ sai ngươi xuống giết cha ngươi, không khi nào họ đem thái cực đồ đốt em ngươi là Ân Hồng thành tro bụi, trong lúc Ân Hồng đã ăn năn hối lỗi trước giờ chết. Ân Dao nghe nói thất kinh hỏi, em tôi vì sao mà chết? Thân công báo nói, người ta biểu em ngươi đi giết cha ngươi, em ngươi không chịu làm việc bất hiếu, nên đã bị tử nha dùng thái cực đồ đốt ra tro. Ân Dao nghe nói rối lòng hỏi, chuyện ấy quả thật như vậy sao? Thân công báo nói, ta không bao giờ nói dối, việc ấy thiên hạ ai cũng biết. Bây giờ Trương Sơn đang cầm binh đánh Tây Kỳ, nếu không tin, ngồi xuống đó hỏi Trương Sơn thì rõ. Ân Dao nghe nói tủi lòng khóc lớn. Thân công báo nói, ngươi cứ xuống Tây Kỳ, nếu quả Ân Hồng không bị giết thảm thiết như vậy thì ngươi sẽ đầu châu, còn đúng như lời ta nói thì ngươi phải giữ bổn phận làm con, làm anh, đem thân giúp nước rửa thù thì mới gọi là nghĩa. Ta sẽ đi tìm một người tài phép xuống giúp ngươi. Nói rồi cởi cọp đi thẳng. Ân Dao ngại ngùng, tuy kéo binh xuống Tây Kỳ mà lòng ngổn ngang trăm mối. Em ta không cừu oán với ai, lẽ nào người ta xử tệ như vậy? Nếu tử nha quả thiệt giết em ta, ta quyết rửa thù cho hả giận. Khi Ân Dao đến Tây Kỳ, đã thấy dinh trại binh thương đóng tại đó. Ân Dao sai ông Lương đến hỏi, thì quả là trại của Trương Sơn. Bấy giờ Trương Sơn trông ngóng Võ Dực Tiên đã 2 ngày mà không thấy trở lại, lòng buồn bực không yên. Bỗng thấy quân vào báo, có một vị tướng đến mời nguyên soái ra mắt Đông Cung Điện Hạ. Trương Sơn ngồi ngẫm nghĩ, Đông Cung Điện Hạ là Ân Dao mất tích đã lâu, sau nay có mặt nơi Tây Kỳ. Nghĩ rồi truyền tướng ấy vào trại. Ôn Lương bước vào ra mắt, Trương Sơn hỏi, tướng quân từ đâu đến, có việc chi cần dạy? Ôn Lương đáp, tôi vâng lệnh Điện Hạ Ân Dao mời tướng quân ra mắt. Trương Sơn nói, Đông Cung trước kia bị gió bay mất, lẽ nào còn Đông Cung sao? Lý Cẩm ngồi một bên quay lại nói với Trương Sơn, có lẽ là sự thật, xin nguyên soái đến đó xem thiệt hư lẽ nào cho biết. Trương Sơn y lời cùng Lý Cẩm theo Ôn Lương ra khỏi trại. Ôn Lương vào trước thưa với Ân Dao, Trương Sơn đã tuân lệnh Điện Hạ đến đây. Ân Dao truyền cho vào. Trương Sơn vào đến nơi thấy một người 3 đầu 6 tay ngồi trước điện, liền hỏi, chẳng hay Điện Hạ thuộc tông phái nào? Ân Dao nói, ta là Nhất Điện Ân Dao. Rồi thuật lại các chuyện cũ xảy ra tại triều ca cho Trương Sơn nghe. Trương Sơn mừng rỡ làm lễ bái yết. Ân Dao nói, tướng quân có rõ chuyện Ân Hồng chăng? Trương Sơn thưa, Nhị Điện đem binh chinh phạt Tây Kỳ, bị tử nha dùng thái cực đồ đốt nát thành tro rồi. Ân Dao khóc rống lên một tiếng, nhào xuống đất chết ngất. Các tướng đỡ dậy khuyên giải. Ân Dao nói, em ta tình cốt nhục, làm sao quên thù này được. Nói rồi bẻ gãy cây cờ lệnh tiễn, thề rằng, nếu ta không giết Khương Thượng để báo thù cho em ta, thì ta sẽ như cây cờ này. Sáng hôm sau, Ân Dao kéo binh ra trận, kêu tên Tử Nha ra thành hội kiến. Quân vào báo, Tử Nha dẫn binh tướng ra thành. Na Tra thấy 2 tướng theo hầu, và Ân Dao đều có 3 con mắt, liền nói nhỏ với Tử Nha, 3 người này có 9 con mắt. Cộng thành 4,5 người. Ân Dao đứt tới hỏi lớn, Tử Nha là ai? Tử Nha dục tứ bất tướng đến đáp, ta là thừa tướng Tử Nha đây, còn ngươi tên họ là chi? Ân Dao hét, ta là Nhất Điện Ân Dao, sao ngươi dám dùng thái cực đồ hại em ta thành tro? Tử Nha nói, ấy là lỗi tại Ân Hồng, không phải ta muốn sát hại.
Ân Dao nổi giận gầm lên một tiếng, không thèm tranh luận với Tử Nha, lướt tới đâm Tử Nha một kích. Na Tra vung giáo cản lại nói, có ta cùng ngươi đối địch, chớ làm hỗn với sư thúc ta. Ân Dao đánh với Na Tra được ít hiệp, lấy phiên thiên ấn quăng lên, đánh nhầm vai Na Tra một cái gần muốn sụm. Na Tra té xuống xe. Hoàng Thiên Hóa vung song chùy đến cản lại, các tướng châu cứu Na Tra về thành. Hoàng Thiên Hóa đánh với Ân Dao được ít hiệp, bị Ân Dao dùng chuông lạc hồn rung lên. Hoàng Thiên Hóa tâm thần hỗn loạn nhào xuống đất, bị Trương Sơn lanh tay bắt trói. Hoàng Phi Hổ thấy con bị bắt, nóng lòng dục thần ngưu đến đánh. Ân Dao không thèm giao tranh, lấy lạc hồn rung vài cái. Hoàng Phi Hổ mê mang té xuống lưng trâu, bị Mã Thiện ôm lưng bắt trói nữa. Dương Tiễn thấy Ân Dao dùng lạc hồn chung, sợ Tử Nha lâm nguy, liền gióng chiên thu quân về thành. Tử Nha bại trận về trước trướng ngồi buồn bã, Dương Tiễn bước đến thưa, thật là lạ lùng. Tử Nha hỏi chuyện gì vậy? Ân Dao dùng phép phiên thiên ấn đã thương Na Tra, phép ấy là của Quảng Thành Tử sư bá, tại sao Ân Dao có được? Tử Nha nói, chẳng lẽ Quảng Thành Tử cho Ân Dao mượn bủ bối đánh ta? Dương Tiễn nói, thừa tướng đã quên câu chuyện ân hồng rồi sao, biết đâu trong trường hợp này cũng xảy ra câu chuyện đáng buồn như vậy. Tử Nha ngồi làm thinh ngẫm nghĩ không nói. Bấy giờ Ân Dao thắng trận về dinh, truyền đem cha con Hoàng Phi Hổ đến trước trướng hỏi, ngươi là ai đó? Hoàng Phi Hổ nói, ta là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Ân Dao lấy làm lạ hỏi lại, Tây Kỳ cũng có Hoàng Phi Hổ sao? Trương Sơn nói, chính là Hoàng Phi Hổ ở Triều Ca phản chúa Đầu Châu, gây ra chinh chiến. Nay cha con nó bị Điện Hạ bắt, thật lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Ân Dao nghe rõ, vội bước xuống mở trói cho Hoàng Phi Hổ và nói, người này là ân nhân của ta, trước kia nếu không nhờ Võ Thành Vương thì anh em ta đã mất mạng rồi, đâu còn sống đến ngày nay. Hoàng Phi Hổ hỏi, Điện Hạ trước kia bị gió thổi bay đi mất, sao ngày hôm nay trở về được? Ân Dao không dám nói rõ tên thầy mình, sợ đối phương biết được nguồn gốc, nên nói trớ rằng, hồi đó ta được học vị tiên ở hải đảo cứu đem về nuôi, nay ta xuống đây quyết rửa hờn cho em ta, còn tướng quân sao lại Đầu Châu? Hoàng Phi Hổ nói, trụ vương càng ngày càng vô đạo, sát hại trung thần, ham dâm lạc họa, đến nhị vị điện hạ là tình máu mủ mà trụ vương còn đem chém đi, huống hồ chúng tôi chỉ là lũ bộ hạ. Ân Dao không đợi Hoàng Phi Hổ nói hết, ngắt lời. Thôi được, ta không hạch hỏi việc đó làm gì, mỗi người có một ý muốn riêng, phản trụ hay phò trụ là do lòng ngưỡng mộ của tướng quân. Trước kia tướng quân tha anh em ta khỏi chết, nay ta đáp đền ơn ấy, vậy từ nay tướng quân đừng ra trận giao tranh với ta nữa, vì nếu bắt được lần thứ hai, ta sẽ chiếu theo quân luật xử trị. Cha con Hoàng Phi Hổ không dám nói nhiều lời, cúi đầu tạ ơn, trở về dinh thuật lại mọi việc với Tử Nha. Hôm sau Ân Dao nóng lòng ra binh bắt Tử Nha báo thù. Mã Thiện thưa, xin cho tiểu tướng ra binh bắt Tử Nha cũng được, cần gì phải nhọc sức điện hạ. Ân Dao nhậm lời, Mã Thiện kéo quân ra thành khiêu chiến. Quân vào báo, Tử Nha hỏi, có tướng nào dám ra bắt Mã Thiện chăng? Đặng Cửu Công liền cầm đao lên ngựa kéo binh ra khỏi thành, thấy viên tướng có ba con mắt đang dịu võ Dương Quy, liền hỏi, ngươi tên họ là chi mà dám vô lễ như vậy? Mã Thiện nói, ta là đại tướng quân Mã Thiện. Đặng Cửu Công không xưng tên, lướt ngựa tới chém đùa. Mã Thiện đưa thương ra đỡ, đánh được vài hiệp, Đặng Cửu Công dùng sức mạnh áp đảo cây thương của Mã Thiện, rồi bắt sống Mã Thiện ném xuống đất, hối quân trói lại dẫn về thành. Tử Nha thấy bắt được tướng địch truyền dẫn vào. Mã Thiện đứng trợn ba con mắt nhìn Tử Nha. Tử Nha nạt lớn, thất phu, đã bị ta bắt sao không chịu quỳ. Mã Thiện cười lớn mắng, phản tặc, ngươi là đối thủ của ta, kẻ thù của chủ tướng ta, nay bắt được ta muốn làm gì thì làm, tại sao nghĩ đến chuyện quỳ lại? Tử Nha nổi giận truyền Nam Cung Hoát đem ra ngoài xử trảm. Nam Cung Hoát tuân lệnh, đem Mã Thiện ra ngoài chém một đao. Chẳng ngờ Mã Thiện không rụng đầu, lưỡi đao chém xong thì đầu Mã Thiện liền lại như cũ. Nam Cung Hoát thất kinh vào báo lại với Tử Nha, thật là quái gở, tôi vâng lệnh chém Mã Thiện một nhát nhưng nó không rơi đầu. Tử Nha lấy làm lạ liền dắt các tướng ra khỏi dinh,
đến pháp trường xem thử. Các tướng không tin, mỗi người chém một nhát, nhưng không ai chém đứt đầu Mã Thiện được. Cứ lưỡi đao vừa xớt qua cái đầu của Mã Thiện liền lại như cũ. Vi Hộ nổi xung, giơ giáng ma sử đập trên đầu Mã Thiện một cái, Mã Thiện vẫn như không. Ai nấy le lưỡi lắc đầu, không biết dùng cách gì giết Mã Thiện cho được. Tử Nha nói, các ngươi hãy dùng lửa tâm muội mà đốt, thế nào đến cũng tan xác, ta xem chắc là loại yêu quái gì đây. Na Tra, Mộc Tra, Kim Tra, Lô Chấn Tử hợp lực, dùng lửa tâm muội đốt một hồi. Mã Thiện thấy lửa cháy, cười lớn nói, thôi ta cứu các ngươi trở về, kẻo đã làm mất thì giờ các ngươi nhiều lắm rồi. Lời nói vừa dứt, Mã Thiện đã biến mất. Tử Nha xem thấy chẳng vui, trở vào trướng cùng các tướng thương nghị. Dương Tiễn thưa, tôi xin qua núi Cửu Tiên hỏi thăm sư bá Quảng Thành Tử về việc ân giao, sẵn tiện đến núi Trung Nam, mượn kiến chiếu yêu của dân Trung Tử, đem về đây rồi thử, Mã Thiện là giống gì hóa xác thì mới trừ nó được. Tử Nha nhậm lời, Dương Tiễn điền động thổ qua núi Cửu Tiên, vào động Đào Nguyên, làm lễ Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nói, ta vừa sai đệ tử ta là ân giao đến giúp Tây Kỳ, không biết nó đã tới chưa. Dương Tiễn nói, phải ân giao là người trẻ tuổi có ba đầu sáu tay không? Quảng Thành Tử nói, chính là nó đó, ta sai nó xuống trước, còn ta thì đợi ngài Tử Nha đăng đàn bái tướng, đem binh phạt trụ ta sẽ đến tiễn hành. Dương Tiễn nói, thế thì rối lắm. Quảng Thành Tử hỏi, chuyện gì vậy? Dương Tiễn nói, ân giao không dâng lời sư bá xuống giúp Tây Kỳ, mà cầm binh đánh lại Khương Thừa Tướng, dùng phiên thiên ấn đánh Na Tra gần sụm vai. Nội thành không ai dám cự, nên tôi phải lên đây hỏi thăm sư bá dạy lẽ nào. Quảng Thành Tử nghe nói hét lớn, súc sinh, nó cãi lời ta chắc sanh quạ ra, ta giao hết bủ bối cho nó để giúp Tây Kỳ, ngờ đâu nó lại làm loạn. Dương Tiễn nói, trước kia Ân Hồng cũng cãi lời Xích Tinh Tử sư thúc, và cuối cùng cũng mang quạ. Quảng Thành Tử nói, thôi ngươi về trước, ta sẽ theo chân xuống Tây Kỳ ngay bây giờ. Dương Tiễn từ tạ độn thổ thẳng sang núi Trung Nam, vào ý kiến dân Trung Tử thưa. Nay có một người đánh Tây Kỳ gọi là Mã Thiện, chém đốt đều chẳng chết, không biết vật gì quá hình, nên tôi phải đến mượn kiến chiếu yêu của sư thúc, đem về rồi thử, xong việc xin trả lại. Vân Trung Tử nhậm lời, trao kiến phép cho Dương Tiễn. Dương Tiễn tạ ơn độn thổ thẳng về thành Tây Kỳ. Tử Nha thấy Dương Tiễn trở về, mừng rỡ hỏi, ngươi đến hỏi thăm Quảng Thành Tử việc ấy ra sao? Dương Tiễn thuật hết mọi chuyện và nói, đệ tử đã mượn được kiến chiếu yêu của sư thúc dân Trung Tử, ngày mai thế nào cũng bắt được Mã Thiện. Tử Nha mừng rỡ, liền sai Dương Tiễn dẫn binh đến dinh thương khiêu chiến để tìm tông tích Mã Thiện. Dương Tiễn kéo binh đến trước cửa dinh, gọi lớn, Mã Thiện chớ khoe tài, hôm nay ta đến lấy đầu ngươi đây. Quân vào báo, ân giao sai Mã Thiện cầm binh. Mã Thiện mới ra khỏi trại, Dương Tiễn đã lấy kính chiếu yêu rọi vào mặt, thấy trong kiến hiện lên một ngọn đèn đỏ rực, mỉm cười nghĩ thầm, à té ra nó là ngọn đèn hiện thân, hèn chi chém không đứt, đốt không sợ. Nghĩ rồi cầm giáo lướt tới đâm liều. Mã Thiện rước đánh được 30 hiệp. Dương Tiễn trá bại chạy dài, Mã Thiện không đuổi theo, trở về dinh thưa với ân giao. Dương Tiễn đánh một lúc bỏ chạy, tiểu tướng sợ chúng dùng mưu nên không đuổi theo. Ân giao nói, đại tướng cầm binh phải biết tùy thời tùy lúc, biết người biết ta, đó mới là người trí. Nói xong truyền quân mở tiệc vui vầy, khao thưởng tướng sĩ. Còn Dương Tiễn thấy Mã Thiện không đuổi theo, cũng thu binh vào thành. Tử Nha hỏi, Mã Thiện là vật gì biến hình? Dương Tiễn nói, nó hiện ra trên mặt kiến một ngọn đèn sáng rực, không rõ lý lịch thế nào. Vi Hộ nói, theo tôi biết thì có ba ngọn đèn lâu năm, một ngọn nơi cung Huyền Đô, một ngọn nơi cung Ngọc Hư, một ngọn tại núi Linh Tựu, chưa chắc ngọn nào thành hình, xin Dương Quân đi dò xét mới biết được. Tử Nha nói, như vậy Dương Tướng Quân phải ra công một lần nữa, đến các nơi ấy hỏi thăm. Dương Tiễn tuân lệnh, tức thì động thổ đến cung Ngọc Hư trước. Đến nơi thấy Bạch Hạc Đồng Tử đứng trước động, Dương Tiễn hỏi, chẳng hay ngọn đèn trong cung Ngọc Hư còn hay tắt. Bạch Hạc Đồng Tử chạy vào trong xem lại rồi đáp, ngọn đèn lưu ly của Thiên Tôn vẫn còn cháy. Dương Tiễn biết không phải, liền giả từ Bạch Hạc Đồng Tử đến núi Linh Tựu,
vào động Huyền Giác làm lễ Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hỏi, ngươi có chuyện gì đây? Dương Tiễn hỏi, ngọn đèn lưu ly của đạo trưởng còn cháy không? Nhiên Đăng nhìn lên bàn thấy đèn tắt, liền nói lớn, con yêu này trốn đi rồi. Dương Tiễn trình hết các việc, Nhiên Đăng nói, ngươi về trước ta sẽ theo sau. Dương Tiễn từ tại Nhiên Đăng độn thổ trở về. Tử Nha được Dương Tiễn thưa hết các việc mừng rỡ vô cùng. Bỗng có quân vào báo, Quảng Thành Tử đạo nhân đến xin ra mắt. Tử Nha liền ra rước vào. Quảng Thành Tử chịu lỗi và nói, bần đạo không ngờ sự đại biến, ân giao tác tệ, tội ấy thật do bần đạo thất trách, để bần đạo gọi nó vào đây tạ tội. Tử Nha nói, nhờ đạo huynh giúp đỡ tôi kẻo công việc trễ tràng. Quảng Thành Tử liền đến trước dinh thương gọi lớn, ân giao ra đây cho ta bảo.